Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhắc đến tỷ phú Rockefeller là nhắc đến sự giàu có tột bậc. Ông vua dầu mỏ này được xem là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại và người giàu nhất trong lịch sử hiện đại. Năm 1916, khối tài sản của Rockefeller chiếm gần 2% giá trị nền kinh tế quốc gia. Và nếu được điều chỉnh theo lạm phát, thì ngày nay tài sản của ông sẽ có giá trị khoảng 418 tỷ đô la. Con số này lớn hơn rất nhiều so với tài sản của Jeff Bezos, người giàu nhất hiện nay, với khối tài sản ròng khoảng 144 tỷ đô la. Bên cạnh sự giàu có, còn có một điều nữa mà người đời nhắc đến Rockefeller, đó là trí tuệ xuất chúng và cách nuôi dạy con. Trong suốt cuộc đời mình, vua dầu mỏ đã viết cho con trai tổng cộng 38 lá thư kể về quãng đường làm giàu của ông. Đồng thời, vị tỷ phú cũng dặn con những bài học cuộc sống quý báu. Chính những lá thư này đã giúp các đời con cháu của họ tộc Rockefeller tiếp tục thịnh vượng, phá bỏ lời nguyền, không ai giàu ba họ. Trong các bức thư, vị tỷ phú vĩ đại từng dặn các con không được kết bạn với ba kiểu người. Nếu con muốn phát triển tốt hơn thì ba loại người này không nên thân thiết, Rockefeller dặn dò. Một, những người thích ở trong vùng an toàn. Rockefeller từng viết, những người thất bại thường có một vấn đề chung: họ chỉ thích sự ổn định hiện tại và không chịu thay đổi. Ta cho rằng đây là một hành động tự lừa dối và tự hủy hoại bản thân. Thế giới không ngừng phát triển, bạn sẽ thụt lùi nếu cứ đi ngược dòng. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy nhiều đứa trẻ như vậy. Khi điểm số trên lớp tương đối ổn định, trẻ sẽ thể hiện tâm lý thoải mái và không cố gắng hoàn thành thật tốt công việc. Chúng nghĩ mình không cần chiếm vị trí thứ nhất, vị trí thứ 10 cũng chẳng xa vị trí đầu tiên cho lắm. Nhưng nhiều năm sau, bạn sẽ thấy một sự thật: đứa trẻ đứng đầu trong kỳ thi sẽ luôn chiếm vị trí đầu, còn đứa trẻ thứ 10 dần tụt xuống vị trí thứ 20. Một khi con người mất đi động lực tiến lên, họ sẽ ngày càng cách xa thành công. 2. Tiêu hết số tiền mình có và tiết kiệm hết số tiền mình có được. Có hai kiểu người trên thế giới sẽ không bao giờ thành công được. Một là người tiêu hết toàn bộ số tiền mình có, và hai là những người tiết kiệm hết số tiền mình kiếm được. Kiểu người thứ nhất tồn tại rất nhiều trong xã hội. Họ vui chơi bất kể ngày đêm, như thể sẽ chẳng còn ngày mai. Họ sẵn sàng tiêu sạch tiền và không biết cách thiết lập các khái niệm quản lý tài chính. Với phong cách sống đó, họ sẽ chẳng biết thế nào khiến tiền sinh ra tiền. Kiểu người thứ hai cũng chẳng thể thành công được. Như chúng ta đều biết, những người giàu có không trở nên giàu vì tiết kiệm tiền. Trong quá trình tiêu tiền, họ tích lũy kiến thức quản lý tài chính, đầu tư chính xác và biến nó thành khối tài sản khổng lồ. Đó mới là cách để thành công, giàu có. Ngay từ nhỏ, cha mẹ nên dạy con cái khái niệm quản lý tài chính. Đừng nghĩ rằng trẻ còn nhỏ thì không nên bận tâm về chuyện tiền bạc. Ngược lại, trẻ cần hình thành quan niệm đúng đắn về tiền. Hãy dạy cho trẻ biết mỗi đồng tiền kiếm được đều nhờ công sức lao động. Đồng thời, mở mang cho trẻ những khái niệm tài chính, cách kiếm tiền đúng đắn, cách phán đoán các giá trị và tiêu chuẩn đạo đức. 3. Luôn đổ lỗi cho người khác, không nhìn ra vấn đề của mình. Một khi kẻ thua cuộc tìm được lý do chính đáng, anh ta sẽ lấy cớ này để giải thích và quy kết trách nhiệm cho người khác. Một người như vậy sẽ không thể tìm ra lý do mình thất bại, mà chỉ biết tự an ủi bản thân
khi thấy người khác cũng thất bại. Chúng ta phải giáo dục con cái dũng cảm đối mặt với thất bại, theo bước người chiến thắng, nhìn thấy sự xuất sắc của họ mà học hỏi. Có như vậy chúng ta mới tiến bộ được. Nhìn người khác rồi rút ra vấn đề mình đang gặp phải chính là khả năng của người thành công. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật những câu chuyện tiếp theo.